Hello, xin chào tất cả mọi người, chào tất cả anh em quay trở lại với những clip tiếp theo của mình. Và lâu lắm rồi mình chưa làm clip, không biết có ai còn nhớ mình không. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục quay trở lại với những clip tiếp theo mới nhất. Ở dạo gần đây kiểu mình phải đi cày tiền ấy, nên ít ra được clip, nên mọi người cứ hóng là bảo mình làm clip. Thì ok, hôm nay mình sẽ làm clip. Mình sẽ làm clip cầm 500 đô chỉ với một cái thẻ. Đây là thẻ ATM. Đó. Mình sẽ cầm 500 đô rồi mình sẽ đi mua tất cả những dụng cụ để làm video, kiểu làm vlog cho anh em. Và ok, giờ mình không nói nhiều nữa. Đó. Suốt thời gian qua cày tiền rất là mệt. Bởi vì cày vất vả lắm em ạ. Nên mới có thành quả ngày hôm nay. Và ok, giờ mình sẽ không nói nhiều nữa, mình sẽ cầm số tiền 500 đô này, mình sẽ đầu tư vào làm những video chất lượng hơn cho các bạn xem. Ok, giờ mình sẽ tiến hành mình sẽ đi mua những cái gì cần thiết để làm những video. Ok, giờ sẽ đi thôi. Ok nha, và trước khi đi nhà mình mong các bạn dành chút thời gian đăng ký kênh của mình nha. Mong tất cả mọi người dành chút thời gian đăng ký kênh để mình có thể làm những động lực để sản xuất ra những video hay hơn. Ok, mình hứa là mình sẽ quay trở lại những video hay nhất, chất lượng cho các bạn xem. Ok, giờ mình sẽ bắt đầu, mình sẽ đi. Đây mình đang ở siêu thị nha. Giờ mình đang chuẩn bị lên Vietcom siêu thị nha anh em nha. Đây xe này là mình rất là nhiều xe ô tô luôn ở đây. Hiện tại mình đang ở Decon. Đây có cả căn nhà ma này. Ok mọi người ạ. Sau một hồi thời giờ, sau một buổi tối, hết một buổi luôn, đi tìm, đi mua, cuối cùng là mình đã mua được em đó. Ok nha bạn, mình đã mua được em đó. Đằng sau là chiếc laptop, bởi vì mình định là mua PC đó, mình định mua máy tính cây, nhưng mà mình phải đi lại nhiều, bởi vì mình hay đi lại nhiều nên mình sẽ mua, quyết định là mình mua laptop này nha. Đó, hơi cũ một tí. Ok, giờ mình sẽ khởi động máy lên. Đó, đây là tuy phòng của mình nó hơi bừa bộn thì anh em mọi người thông cảm nhé. Mình sẽ cho các bạn xem cận cảnh cái cấu hình con này như thế nào. Ok, đây là con laptop đó, thì nó cũng bình thường thôi. Con này là con Book Pro Book 4540S HP đó, sản xuất từ Nhật Bản này, Tokyo này. Em thấy Tokyo đó, cũng bình thường thôi. Nói chung là con này cũng rẻ. Đó, đây là cái chuột. Đây là chuột mini 300k. Đó, tiện thể mình review cho anh em xem. Phòng của mình hơi bổ bộn tí, về với lâu ngày mình về. Đó, đây là tiện thể mình. Đây là cái con điện thoại mà cái thời mà 9X đó, còn dùng rất là ok luôn, giờ không dùng được nữa vì mình cần giữ lại để làm kỷ niệm thôi. Ngày xưa nhà mình có dùng cái này, như anh em đã biết là ai cũng trải qua một thời dùng cái này rồi, khá là ok luôn. Alo, chị à, chị có phải là chị của bé Lê Văn Đạt không? À, cháu, em không phải, em hôm nay gọi chị để hỏi Đạt dạo này còn làm ở đâu không ta? Vẫn làm đấy, lương tháng chục củ chứ nhỉ chị nhỉ? Mấy trăm triệu chứ, giờ ấy làm gì mà chục củ đấy, nghe nói là sắp tới là Đạt là sang bên Mỹ phải không nhỉ? Chị giờ này có khỏe không? Thằng Đạt nó sắp lấy vợ cho chị.
Chị nói nhanh lên máy sao hết tiền rồi chị ạ? Hai con rồi cơ. Nhanh thế, vừa mới cách đây mấy năm thôi mà sao lấy vợ nhanh thế? Căng phết nhỉ, tình hình ấy nhỉ? Chị có ở nhà không? Chị có số ông Đạt với lâu ngày gọi thăm được uống chén bia mà trả đủ má hết mẹ tiền rồi. Ok, tất cả những gì mình đã nói chuyện này đó là chiếc điện thoại này, đứt điện thoại bàn đó. Alo nghe gọi rất là bình thường, bởi vì ngày xưa thì điện thoại này khá gọi nhanh hết tiền, rất là đắt gọi. Ok đó, anh cho em xem, quay nhớ lại những cái ngày xưa mà mình đã dùng đó. Đây là đồ cổ, nhớ ai còn giữ được cái này nhá, chỉ có nhà mình giữ được thôi. Ok, để đây. Và không nói nhiều nhiều nữa, cảm ơn tất cả bạn đã đón xem hết video của mình. Nếu mà mọi người thấy clip của mình hay thì đừng quên bỏ lại một like và một lượt đăng ký kênh để tạo cho mình động lực để làm những video tiếp theo nha. Ok, và sắp tới mình sẽ ra nhiều video, thật nhiều video hơn nữa để đáp ứng nhu cầu của các bạn. Ok, bye bye nha, chào tất cả các bạn.